10 sẽ được cập nhật phần mềm mới. Bản cập nhật phần mềm mới của Galaxy Note 10 và S10 chủ yếu khắc phục lỗ hổng cho phép bất cứ ai cũng có thể qua mặt cảm biến vân tay siêu âm bằng miếng dán màn hình. Samsung sẽ tung ra bản cập nhật vào tuần này cho người dùng Galaxy S10 và Note 10 để xử lý lỗ hổng về bảo mật. Cụ thể, bất cứ ai cũng có thể qua mặt cảm biến vân tay siêu âm trên sản phẩm bằng miếng dán màn hình. Từ đó, kẻ xấu có thể xác thực được mọi thứ như mở khóa thiết bị hay thực hiện thanh toán bằng ứng dụng liên kết ngân hàng. Theo Samsung Thời gian dự kiến phát hành bản vá lỗi từ ngày 21 tháng 10 tại thị trường Hàn Quốc. Vì thế, mẫu Galaxy Note 10 5G sẽ được cập nhật phần mềm sớm nhất. Tiếp đến, các mẫu Galaxy S10 và Note 10 ở các thị trường khác sẽ sớm được cập nhật. Cảm biến vân tay bên dưới màn hình là tính năng mới trên Galaxy S10 và Note 10. Khác với các loại máy quét quang học dưới màn hình, Samsung sử dụng công nghệ sóng âm cho cảm biến vân tay này. Công nghệ sóng siêu âm cho phép ngón tay được nhận ra ngay cả khi bị ướt hoặc dính bẩn. Tuy được giới thiệu là an toàn nhưng theo TechRadar những miếng dán màn hình dày hoàn toàn có thể can thiệp vào quá trình quét vân tay và tạo ra lỗ hổng